Xin chào tất cả anh chị và các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và hôm nay tôi sẽ làm một clip các bạn để cho các anh chị biết là làm thế nào để chọn cái xe mà nó mọt và xe không mọt, và để làm thế nào để các anh chị biết được là chọn một cái xe đẹp và xe không đẹp. Thì tôi tại sao tôi nói về điều này là chọn một cái xe đẹp thì anh chị sẽ hàng ngày anh chị đồng hành cùng với nó, cho nên là một cái xe đẹp thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là trân quý chúng nó hơn. Và tôi nói là anh chị là điều này là những cái sứt sát bên ngoài hoàn toàn không quan trọng lắm bằng cái việc cái xe đó nó bị va chạm, và nó bị do nó va chạm nó bị kéo bẩn thì nó sẽ không còn nguyên vẹn và nó không tốt nữa. Và anh chị nên chọn một cái xe nó còn sàn sống hay không còn sàn sống thì nó tốt hơn. Bởi vì là như này này, theo thuật ngữ của chúng tôi là những người kinh doanh xe ô tô thì cái sàn sống nó còn thì những cái xe nó giá trị hơn khoảng 10 đến 15 triệu đối với dòng xe bình thường. Nhưng đối với cái dòng xe khoảng 300 triệu thì khi mất cái sàn sống hoặc cái sàn sống nó bị mòn thì cái xe đó nó sẽ mất giá hơn rất nhiều so với những cái xe bình thường. Và nếu anh chị chọn được những cái xe mà nó hoàn toàn không sơn phủ hoặc là hoàn toàn nó không bị mối mọt nhiều thì cái xe đó sẽ tốt hơn. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh chị là những cái xe mà nó bị mọt thì để cho anh chị phân biệt được với những cái xe không bị mọt. Và anh chị có thể nhìn thấy những cái xe đó nó là những xe bị sơn phủ thì nó không còn hình thức, nó không còn đẹp được như những cái xe không sơn phủ. Và hôm nay tôi đã mang ra được một cái xe nó đã sơn phủ rồi, tôi sẽ quay cho anh chị xem. Và một thời gian cái clip lần sau tôi sẽ làm một cái xe nó hoàn toàn sơn zin cho anh chị thấy rằng là anh chị phân biệt được là nó tốt như thế nào. Vâng, anh chị có thể nhìn đây, đây là những xe mà hoàn toàn nó bị sơn phủ. Thì đây là những cái phần mà nó còn sơn zin, nhưng mà những cái phần nó đã bị sơn phủ đây, anh chị nhìn này. Đây là phần nó bị sơn phủ. Và cả những phần gầm này nó hoàn toàn nó bị sơn phủ hết rồi. Thì đây là những cái xe mà người ta đã sơn tùm. Thì những cái này nó do là những người chủ của nó đi nó không giữ. Nhưng mà và những cái phần sơn này nó trượt chạm rất là nhiều. Thì những cái này thì nó cũng không quan trọng lắm, nhưng đối với như chúng tôi về chúng tôi có thể sơn và chúng tôi có thể dọn lại. Nhưng mà đến anh chị chọn là những cái xe mà nó hoàn toàn còn nguyên bản, hoàn toàn còn tốt, còn đẹp thì cái điều là điều tuyệt vời hơn rất nhiều. Đây là những con xe nó bị sơn phủ và anh chủ đi không giữ, nó bị va chạm. Và đây chủ người ta sơn cả sắt xi và sơn cả thùng, người ta sơn cả bao quy. Và đây là những người thợ người ta sơn, trình độ người ta sơn rất là yếu thì họ sơn cả vào những cái sắt xi, sơn cả vào những cái thùng này. Đây là cái xe bị sơn phủ, anh chị nhìn ạ, thôi bị sơn vàng. Đây là những cái xe mà của những người của xe của bưu chính viễn thông, người ta đã nó là màu vàng và người ta hoàn toàn người ta đã sơn lại thành màu trắng. Chúng tôi cho các anh chị xem về phần thùng, đây nó cũng là sơn màu vàng này, đã sơn màu vàng. Đây là xe đổi màu. Và cái xe nó còn sàn sống hay không còn sàn sống thì tí tôi sẽ nói về một cái xe. Đây là cái xe còn sàn sống. Cái xe này là những cái xe nó còn sàn sống. Và cái xe mà nó không còn cái sàn sống này thì nó sẽ mất giá hơn so với những xe còn sàn sống. Tôi sẽ mở cho chị xem. Đây là những cái xe nó còn những cái sàn sống. Thì để cái phân anh để phân biệt được là cái xe nó còn sàn sống hay không còn sàn sống thì anh chị có thể là lật ra. Nhưng mà cũng có một số những xe là họ đã lát cái thùng này rồi, họ lát hoàn toàn một cái bằng tôn hoặc bằng inox. Thì anh chị muốn mà nó biết còn sàn sống hay không thì anh chị sẽ ngó xuống dưới gầm và nhìn ngược lên thì chúng ta sẽ biết được là xe nó có sàn sống hay không còn sàn sống. Thì cái điều rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần ngó gầm thôi và từ phần gầm chúng ta nhìn ngược lên. Thì đây anh chị có thể là nhìn đây, ngó lên, chúng ta có thể ngó ngược lên thì chúng ta sẽ biết là cái xe nó còn sàn sống hay không còn sàn sống. Có rất là nhiều những cái xe mà người ta chạy nhiều quá rồi, hoặc là những cái xe một là chở lân đạm này, hai là những cái xe chở cá, thì hoặc là những xe ở vùng biển, vùng nước, là những cái xe đấy là những cái xe mà nó rất hay bị mọt cái sàn sống. Bởi vì lý do là khi người ta đi ở phần dưới là nó do bùn đất, nhựa đường, nước qua quá trình 5 tháng ta đi, hoặc là những cái nơi đó là muối nước biển nó mặn, và cái vật liệu bây giờ gần hiện tại ra là vật liệu thông minh cho nên nó rất hay mọt, cho nên là những xe không còn sàn sống thì nó sẽ mất giá hơn. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị.
là những cái xe mà sơn phủ, xe không sơn phủ và xe còn sàn sống và không còn sàn sống. Nếu anh chị có những điều gì thắc mắc thì có thể là comment hỏi bên dưới, tôi sẽ trả lời anh chị, hoặc anh chị muốn tôi tư vấn trực tiếp thì tôi có để số điện thoại, anh chị cứ gọi và tôi sẽ tư vấn cho anh chị hoàn toàn miễn phí. Và chúc anh chị một ngày tuyệt vời. Cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại anh chị vào những clip lần sau. Chào anh chị.